mấy con, ba mấy con đó. Ông biết ông đâu có tin nhận của ba mấy con caro. Nhiều lắm, với lại thấy tinh đa nhiều lắm. Sợ chỉ sợ lúc mình kéo nó lục đá thôi. Ờ, sợ nó lục đá thôi, lục đá cho khó. Thôi được rồi. Được rồi. Nó đẹp con gì? Nó đứng. Cô đông rồi. Này. Cả đống. Người ta có tháo này không? Không, từ đâu cứ đi. Nhiều quá. Đây nè, thấy món luôn cá sơn này. Cá sơn là có nãy giờ nó vô rồi. Ít hồ này chắc cá con hồ bụng người nhiều. Nếu như hồ này không có thả cá con đâu. Cá con nhiều kẹo nó không vô thôi. Nó vô chỉ một tạ, bây giờ nó có bè lắm, phải vô được 50 ký chứ. Mua ra. Không chi rồi. Rồi 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 rồi. Rồi tâm mình bỏ lên. Bỏ bỏ bỏ. Đây bây giờ. Đây là rồi em thả một cái đầu mắt cá bụng. Ok. Rồi tâm thả đi tâm. Dậm này là không? Dậm kia. Đó, đó, đó. Ở tâm chó mè đúng không? Vô đây em rồi mà. Ở trước em ơi. Bảy tiếng mùi mới chạy qua anh nha. Anh thì nên anh ấy hồi xưa chưa kẹp hồi xưa. Ủa má cá con thì quá trời quá đất luôn kìa. Ồ trắng bóc luôn kìa. Cá nó làm món gì được trời? Làm mắm à? Lùm gõ. Gõ cho tép luôn. Nó nhỏ lùm gõ. Tâm tâm lên 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 con luôn nó chạy lên cân đứt. Rồi quay đẩy vô lên. Cái rô nhỏ nhỏ quá trời. Đây là này nữa. Con phòng được. Đúng rồi. Được cái thau, lại to. Tôi đi rồi, đây xuống một bức cá con này đi. Con cá chép to quá. Con nhiều ghê luôn kìa. Lấy cái thau bự, lấy cái thau cái thùng các con. Lấy cái thùng. 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 Đây cho bắt cá xong đi. Bắt cá xong đi đó. Bắt cá xong đi đó. Bắt cá xong đi đó. Có con người mấy câu đi. Tu mà con chép được kìa. Con cũng cẩu đi. Con cả có này bông nó cũng to nữa. Con trắng như con mè. Trời ơi, con có mè bông to quá. Đấy, cái mỏ này con nào bắt lưỡi nhớ cỡ ra nha. Có thác lát luôn kìa. Trong có con thác lát. Có chân con thác lát trong. Trôi nè. Cái trâu nó cỡ ra 3 cái lưỡi á. Thấy con heo rồi. Con heo kẹo kìa. Bỏ vô mà thôi, con heo nó báo rồi. Báo hả? Con này con báo chứ không phải con heo. Mày con dính bài luôn hả? 3 lần hoặc 4 lần hả? Con này là được bao nhiêu? Bắt một con chép hồng nữa đúng không anh Dương? Cái đống luôn.
chết rồi, chết được cái này. Mày nãy đầy lưng ra vậy trời. À, con kia là có gì? Cá cha. Bị nhỏ đó. Đấy là cá khác không? Cá chép không? Được con nào? Đây nè. Mà có được con nào? Chép mã này cho mấy. Con. Chép còn được hai ba con gì nữa hết rồi. Cháu để cá rô luôn, cá chép luôn. Cá cha. Có còn nhiều lắm đấy rồi. Cá cha. Con cá cha. Chép cái tàu rồi hết. Cái kéo ra cá, cái khoang. Mà thiên nhiên là con nó đâu ngon nổi không? Nó chế mày đúng không? Ôi tôi thả kêu. Có mấy con à? Cao nhiều lắm, bà bữa nó cao nhiều lắm. Ôi. 5 7. 5 7 con. 3 7.